mùng 7 trong tiết tháng Giêng, dân hiền tế lễ trống chiêng vang trời. Hàng năm, cứ vào ngày 7 tháng Giêng, người dân xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa lại tổ chức lễ hội đền mẫu Âu Cơ để tưởng nhớ tri ân công đức quốc mẫu Âu Cơ, người mẹ đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong truyền thuyết. Lễ hội cũng là dịp để con cháu làng Hồng đời đời ghi nhớ về cội nguồn tiên tổ. Đền mẫu Âu Cơ tọa lạc tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Xưa kia, Hiền Lương là vùng đất nằm trong bộ Văn Lang thời các vua Hùng. Nơi đây, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, vẫn lưu truyền về truyền thuyết Âu Cơ lạc Long Quân và quá trình khai sơn lập địa, dựng xây non nước Việt. Truyền thuyết xưa kể rằng, khi nàng Âu Cơ được sinh ra, có mây lành che chở, hương rừng tỏa ngát. Nàng xinh đẹp lung linh như hạt ngọc trời buông, như tiên nữ giáng trần. Khi lớn lên, nàng đi đến đâu, trời dâm mưa tạnh, chim ca ríu rít, muôn hoa đua nở đến đó. Âu Cơ kết duyên cùng Lạc Long Quân. Đến kỳ khai hoa, tức là sau khi mang thai 3 năm 3 tháng 10 ngày, Âu Cơ về núi Nghĩa Lĩnh, sinh ra một bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai. Lạc Long Quân vốn là giống rồng, đứng đầu thủy tộc. Âu Cơ là giống tiên sống trên núi, nên khi các con đã khôn lớn, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non. Trong 50 người con theo mẹ lên non thì có một người con trai cả ở lại núi vua lấy niên hiệu là Hùng Vương thứ nhất. Mẹ Âu Cơ cùng 49 người con đi khai khoang gặp ấp. Khi đến trang Hiền Lương thì thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, đất đai phì nhiêu, rừng nhiều muôn thú, thì mẹ đã chọn nơi đây làm chốn dừng chân. Và tại đây thì mẹ đã dạy dân trồng lúa, trồng dâu, dệt vải, nuôi tằm. Khi trang ấp đã đông vui chủ phú thì vào ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Thân thì mẹ Âu Cơ đã hóa thân về trời. Do vấn vương tình mẫu tử nhớ thương con cháu thì mẹ Âu Cơ đã vương lại một giải lụa trên cây đa. Để tưởng nhớ tới công ơn của mẫu mẹ Âu Cơ thì nhân dân đã lập một ngôi miếu nhỏ bên dưới gốc đa để thờ phụng hương khói. Đền mẫu Âu Cơ là một di tích lịch sử văn hóa hơn 5 thế kỷ tồn tại đến nay. Đền đã 3 lần được các triều đại nhà nước Việt Nam công nhận là đền quốc tế. Thế kỷ thứ 15, 1465, nhà Lê phong sắc và cho xây dựng đền to rộng như hiện nay. Thế kỷ 19, nhà Nguyễn một lần nữa lại phong sắc cho đền. Ngày 3 tháng 8 năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin công nhận đền mẫu Âu Cơ là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Những dấu tích xưa nơi mẹ Âu Cơ khai hoang lập ấp tại trang Hiền Lương vẫn còn cho đến ngày nay là khu giếng Loan, giếng Phượng, gò Thị, gò Cây Dâu. Và trên ngọn cây đa cổ thụ này vẫn có giải lụa đào vấn vương tình mẫu tử mà nhân dân trong vùng tái hiện lại truyền thuyết. Đền mẫu Âu Cơ được xây dựng với kiến trúc 5 gian đại bái, 3 gian hậu cung và trang trong cùng là hậu cung, là nơi thờ Long Ngai Mẫu. Năm 2020, tượng mẫu Âu Cơ được công nhận là bảo vật cấp quốc gia. Trong khuôn viên đền mẫu Âu Cơ thì có bên tả có giếng Loan, bên hữu có giếng Phượng. Giếng Loan là xưa kia là nơi mẫu mẹ dùng mực nước để xem thời tiết khí hậu thủy văn để dạy dân trồng lúa. Và bên hữu có giếng Phượng là nơi mẹ soi gương chải tóc. Hàng năm, lễ hội đền mẫu Âu Cơ được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Ngày lễ chính được tổ chức trong ngày Tiên Giáng, mùng 7 tháng Giêng. Ngoài ra, trong năm còn có các ngày lễ khác như 12 tháng 3, 13 tháng 8 và ngày Tiên Thăng 25 tháng Chạp âm lịch. Lễ tế chính hội được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng, bắt đầu với nghi thức tế lễ Tam vị Đức Ông và rước kiệu thánh từ đình Đức Ông ra đền mẫu Âu Cơ.
Trong không khí tôn nghiêm, đèn nến lung linh, hương trầm ngào ngạt, dân làng làm lễ dâng hương hoa lễ vật lên tổ mẫu. Lễ vật là đồ chay gồm hoa quả, đăng hương, chầu rượu, cùng 100 cầu bánh mật, 100 phẩm bánh chẻ kho, 100 chiếc bánh ít, tượng trưng cho lễ vật của 100 người con dâng lên mẹ. Đây là những lễ vật tương truyền là những loại phẩm vật mà người con gái út của con trai thứ hai của mẫu làm để cha dâng lên tổ mẫu. Chính vì thế, trong lễ hội đền mẫu hàng năm không thể thiếu những lễ vật này. Sau lễ dâng hương hoa lễ vật là lễ tế nữ quan, một trong những nghi lễ đặc biệt thiêng liêng trong lễ hội đền mẫu Âu Cơ do đội tế nữ chủ trì. Đội tế nữ gồm 14 người, bao gồm những cô gái thanh tân, có sức khỏe, nhanh nhẹn, phẩm hạnh tốt, gia đình không có vướng bụi, được dân làng lựa chọn từ trước. Các cô gái trong đội tế đều mặc áo dài, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hải thêu, thắt lưng lụa. Chủ tế mặc trang phục màu đỏ. Trong tiếng trống chiêng, tiếng nhạc bát âm, trong đền hương trầm tỏa ngát, cuộc tế lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính. Tất thảy dân làng và người dự hội cùng hướng vào đền, bày tỏ lòng thành ngưỡng vọng tổ mẫu, cầu mong tổ mẫu phù hộ cho nhân khang vật thịnh, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no lành. Cùng với việc tổ chức lễ hội vào ngày Tiên Giáng mùng 7 tháng Giêng, nhân dân Hiền Lương cũng tổ chức lễ dỗ mẫu vào ngày Tiên Thăng 25 tháng Chạp hàng năm. Trong ngày này, chỉ có nghi thức dâng hương hoa lễ vật lên tổ mẫu, không có phần hội. Nghi thức vẫn trang nghiêm thành kính, bày tỏ lòng tri ân công đức mẹ Âu Cơ. Lễ vật vẫn là lễ chay gồm hoa quả và những thức bánh dân dã mà mẫu mẹ xưa kia đã dạy dân làm nên. Biết bao đời nay, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng nhân dân xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa luôn gìn giữ tín ngưỡng thờ mẫu mẹ. Lễ hội đền mẫu Âu Cơ là dịp để muôn dân đất Việt hướng về nguồn cội, hội tụ tinh thần đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đặt chân lên miền đất đầy huyền tích linh thiêng này, ai nấy đều thấy lòng thanh tịnh, bình yên như trở về vòng tay chở che của mẹ. Mình thấy rằng là có một cái điều rằng là mỗi một khi đến đây là tâm mình rất là an, và đầu năm thì mình mong muốn một cái điều là tất cả mọi người đến với mẫu là mong muốn một năm được tài lộc, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tôi hàng năm ấy cứ đến ngày mùng 7 tháng Giêng là phải cũng là đều lên đền mẫu Âu Cơ để cầu cho gia đình và đất nước được an lành. Tổ mẫu Âu Cơ có ý nghĩa rất là thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung và đối với mỗi người dân đất tổ như chúng tôi nói riêng. Vì thế cho nên là đầu năm đi lễ ở đền mẫu Âu Cơ đối với tôi là một cái công việc rất là có ý nghĩa, và dù bận đến đâu chúng tôi cũng cố gắng thu xếp để về dâng hương tổ mẫu để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Phụng thờ tổ mẫu Âu Cơ trở thành tín ngưỡng mang giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc. Ý thức tự tôn dân tộc, tâm thức đồng bào, tình yêu thương và sẻ chia đã tạo nên sức sống lâu bền của tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ trong đời sống của người Việt qua nhiều thời kỳ lịch sử. Với ý nghĩa thiêng liêng và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ tại Hiền Lương, ngày 23 tháng 1 năm 2017, tín ngưỡng thờ mẫu tại đền mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thực hành tín ngưỡng linh thiêng trên mảnh đất này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của nhân dân nơi đây. Ngày nay, đồng bào ta dù đi xa tới đâu vẫn có một nơi để trở về. Đó là nơi mẹ Âu Cơ, người mẹ trong truyền thuyết,
trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam đã cùng các con khai sơn lập địa và rồi gửi lại các con giải lụa đảo thương nhớ trước khi trở về trời. Trở về đền mẫu Âu Cơ để mỗi người con đất Việt khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thắp nén hương thơm dâng lên tổ mẫu để tỏ lòng thành kính và biết ơn, để lòng ta lắng lại, suy nghĩ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xua đi những vẩn đục trong lòng, mở rộng tấm lòng yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn.